các cây và các cây lau này không có ý thức. Tuy vậy, với mùa mưa tiếp sức, chúng được lớn mạnh. Sao ta lại không làm lớn mạnh các đức tánh tốt đẹp khi ta đã đạt được thời tiết thuận tiện? Rồi Ngài nói lên bài kệ, tuyên bố chánh trí của Ngài, và với tinh tấn nghị lực, Ngài chứng quả A-la-hán. Những cây được dương cao nhờ mây cao tưới mát, với mưa mới thấm nhuần, được xanh tươi lớn mạnh. Đối với Usapa, ưa thích sống diễn ly, ý thức được rừng núi, vì ấy khiến sanh khởi rất nhiều điều tốt đẹp. Phẩm 12 Janta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong nước Ma Kiệt Đà, tại làng Janta, con một vua địa phương. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp duyên thúc đẩy, Ngài muốn xuất gia, suy tư đến đời sống thoát tục. Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp rồi xuất gia, tinh cần tu tập, hân hoan trong thiền quán. Ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến những phân dân phải gặp lúc trước, Ngài phấn khởi nói lên bài kệ. Khó thay đời xuất gia, khó thay đời cư sĩ, sâu kính thay chánh pháp, khó kiếm thay tài sản, lựa chọn thật khó khăn, nếp sống này sống khác, khi tâm trí luôn luôn nghĩ đến lẽ vô thường. Vasagata. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Dương Xá, con một bà la môn giàu có. Vì có đến 4 vị trưởng lão tên Vassa, Ngài được gọi là Vasagata. Khi đến tuổi trưởng thành, giỏi về bà la môn giáo điển, Ngài cảm thấy không thỏa mãn vì không tìm thấy lõi cây trong sự học hỏi ấy, sau Ngài trở thành một du sĩ. Nhờ vậy, Ngài gặp bậc đạo sư, bằng lòng với những câu trả lời, Ngài xuất gia, và sau một thời gian chứng được 6 tháng trí, hân hoan với quả chứng và nếp sống của mình, Ngài nói lên bài kệ. Ta chứng được 3 minh, đạt được đại thiền định, tâm chỉ được thiện xảo, ta đạt được mục đích, lời Phật dạy làm xong. Vanavasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một bà la môn giàu có ở Dương Xá, được đặt tên là Vanavasa. Ngài khởi lòng tin khi bậc đạo sư hội kiến với vua Bình Sa. Sau Ngài xuất gia chứng quả A-la-hán, khi đã chứng quả A-la-hán, Ngài sống trong rừng, khiên tu hạnh diễn ly, do vậy được gọi là Vanavasa. Một hôm, Ngài muốn giúp ích cho bà con đi đến Rajahana, sống trong một chỗ ở nhỏ và nói với họ nếp sống của mình. Các bà con yêu cầu Ngài dùng bài kệ này nói lên Ngài ưa thích sống ở rừng núi và hành trì hạnh diễn ly. Dưới tảng đá, băng đá, có nước suối trong chảy, có khỉ và có nai, la giảng sống gần bên, có cây bao trùm nước, núi rừng ấy ta ưa. Bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của Ngài. Adhimota. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình bà la môn giàu có ở Savatthi tên là Adhimota. Ngài cảm thấy bất mãn khi thấy giáo lý bà la môn không có gì căn bản, chứng kiến uy nghi đức độ của Đức Phật khi tinh xá kỳ thiên được dâng cúng. Ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài giáo giới các tỷ kheo sống với Ngài, các vị này rất là lực lưỡng với bài kệ sau đây. Trong nếp sống tâm tư, hướng về hạnh từ bỏ, với thân thể thô lỗ, nặng nề như thế này, nếu ham muốn thân thể, được thọ hưởng các lạc, từ đâu thành tựu được hạnh của bậc sa môn? Mahanama. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình bà la môn được đặt tên là Mahanama. Ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền quán, Ngài sống trên một ngọn đồi tên là Nesakka. Không thể chận đứng được các dục tưởng khởi lên, Ngài tuyên bố, đời này của ta có ý nghĩa gì
với tâm tư uế nhiễm như vậy. Tự nhàm chán với chính mình, Ngài leo lên một đỉnh núi, và như muốn lao xuống, Ngài nói với chính mình như nói với một người khác. Ta sẽ giết nó, với bài kệ như sau. Hãy xem sao đời này lại chấm dứt ở đây, với hòn núi nhiều ngọn và nhiều cây cối này. Núi Nezadaka, một ngọn núi có danh, rậm rạp với cỏ cây, che kín trùm tất cả. Tự mình trách móc như vậy, vì trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán, bài kệ trên trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Barabariya, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Dương Xá và trở thành rất giỏi trong ba tập Vệ Đà. Vì Ngài thuộc dòng họ Parapara, Ngài được gọi là Parabariya và dạy các bùa chú. Ngài thấy oai nghi đức độ của Đức Bổn Sư ở Barajagaha khi xuất gia và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến đời sống hành đạo của mình, Ngài nói lên sự phấn khởi hân hoan của Ngài, ngang qua bài kệ. Từ bỏ sáu xúc xứ, căn môn khéo chế ngự, gốc tà ác nhổ sạch, ta đạt lậu hoặc tận. Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Jasa, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình nhân sĩ rất giàu có ở Ba La Nại. Ngài được nuôi dưỡng rất tinh tế và có ba lâu đài hợp với ba mùa. Một đêm, do nhân duyên quá khứ thúc đẩy Ngài thấy cảnh bất tịnh của những người hầu cận Ngài. Quá xúc động trước cảnh tượng ấy, Ngài đi đôi dép vàng, từ bỏ thành nhà và được chư thiên mở cửa thành cho. Ngài đi đến Isipatana, tức là chư thiên đọa xứ, vừa đi vừa than: ôi sầu khổ thay, ôi nguy hiểm thay. Lúc ấy Thế Tôn đang đi ngoài trời ở Isipatana, thấy Jasa như vậy liền gọi lại: hãy đến đây này Jasa, ở đây không có sầu khổ, không có nguy hiểm. Nghe vậy, Ngài rất hoan hỷ, cởi dép để một bên, ngồi xuống bên cạnh Thế Tôn. Bậc đạo sư thứ lớp thuyết giảng cho Jasa về bốn sự thật. Khi giảng xong, Ngài trở thành một Phật tử, và khi Đức Phật thuyết giảng cho phụ thân Jasa đến kiếm Ngài, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Đức Phật đưa bàn tay mặt ra đón Jasa và nói: hãy đến này tỷ kheo. Khi nói vậy, tóc của Jasa được cắt ngắn lại bằng hai ngón tay, và có được đầy đủ tám vật cần dùng. Suy tư đến quả chứng và nếp sống của mình, Ngài cảm thấy hân hoan khi nghe hai chữ hãy đến đây tỷ kheo, và nói lên bài kệ: khéo thoa sức, khéo mặc, dùng mọi loại thời trang, ta chứng được ba minh, lời Phật dạy làm xong. Kim Ly Ba, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Ca Tỳ La Vệ, trong một gia đình một vị vua dòng họ Thích Ca tên là Kim Bila. Ngài hưởng được tài sản rất nhiều. Bậc đạo sư thấy được thiền quán của Ngài chín mùi khi Ngài ở Anupisa. Để khích lệ Ngài, Thế Tôn cho hiện lên một nữ nhân rất đẹp trong tuổi trẻ và làm cho Ngài thấy nữ nhân ấy từ tuổi trẻ bước qua tuổi già. Kim Bila thấy vậy rất xúc động và nói lên bài kệ: như bị lời trù ếm, tuổi già đến áp đảo, dung sắc bị đổi khác, nhưng cũng dung sắc trước, vị ấy như thế nào, không có gì thay đổi, nhưng ta chớ tự ngã, có gì đã đổi khác. Nghĩ đến lẽ vô thường, Ngài cảm thấy dao động mạnh, và đi đến bậc đạo sư nghe pháp xuất gia, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Ngài nhấn mạnh cái nhìn thường hằng trước của Ngài đối với sự vật, và nói lại bài kệ này như nói lên chánh trí của Ngài. Vajiputta, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một vị vua Lissavi ở Vesali, và được gọi là con của Vaji, vì phụ thân thuộc về dòng họ này. Khi còn trẻ, thêm về huấn luyện voi, thúc đẩy bởi nhân duyên chín mùi để giải thoát, Ngài đi đến tịnh xá, đúng lúc bậc đạo sư thuyết giảng. Sau khi nghe,
Ngài xuất gia sau một thời gian chứng 6 tháng trí. Sau một thời gian sau khi bậc đạo sư vừa nhập niết bàn, Ngài cùng với các bậc trưởng lão thỏa thuận cố gắng duy trì chánh pháp không có suy xuyển, và cùng với các vị trưởng lão đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một hôm, Ngài thấy tôn giả Ananda đang thuyết pháp cho một số đông người. Để khích lệ tôn giả Ananda chứng quả cao hơn, Ngài nói lên bài kệ này. Hãy đi đến khu rừng, rậm rạp những rễ cây, hãy để cho niết bàn chìm sâu vào tâm người. Khởi này Gotama, hãy tu tập thiền định, việc làm lăng xăng này có nghĩa gì cho ông? Isiddhartha. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong xứ Avanti, tại vườn Velugama, làm con một người lữ hành trưởng, Ngài trở thành bạn của Siddha, một gia chủ ở Matsikaranda, bằng cách giao thiệp thư từ dầu cho hai người chưa gặp nhau. Siddha viết cho Ngài về sự tuyệt diệu của Đức Phật, gửi cho Ngài tư liệu về tổ chức giáo hội, Ngài cảm thấy xúc động mạnh và xin xuất gia. Dưới sự chỉ đạo của Mahakakasna, đại ca chuyên viên, cuối cùng Ngài chứng được 6 tháng trí. Ngài quyết định đi đến ý kiến Đức Phật, từ biệt trưởng lão và đi đến xứ Trung Biên, tức là thung lũng sông Hằng, ý kiến Đức Bổn Sư. Bậc đạo sư hỏi Ngài về sự tiến bộ trên đường tu hành, Ngài trả lời rằng, từ khi con tu tập trong pháp và luật của Ngài, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con sống không có sợ hãi. Rồi Ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau. Năm uẩn được rõ biết, đứng giới rễ chặt đứt, khổ diệt đã đạt được, lậu hoặc diệt ta chứng.